Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream hỏi đáp cùng chuyên gia tại DK. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Eyebrow tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và trên màn hình ống kính đây, như mọi người cũng thấy, chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca khử thâm dành cho khách hàng, đó là khử thâm môi. Và theo như tôi được biết thì cái tình trạng môi của chị khách của chúng tôi ngày hôm nay, cái tình trạng ban đầu khi mà trước khi làm của chị thì môi thâm rất rất nhiều, và đây được xem là một ca môi khá là khó và đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề của chuyên gia rất là cao. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia của chúng tôi nhé. Hello chị Dương Hương ạ. Vâng, chị Dương Hương ơi, chị có thể phân tích qua cái tình trạng môi ban đầu của chị khách ngày hôm nay không ạ? Môi ban đầu của bạn rất là thâm. Vâng ạ. Thâm nhiều nhất ở môi trên và ở dưới một nửa của môi dưới, còn bên trong là phải một chút xíu, nó không thâm nhiều như ở bên ngoài. Dạ vâng, vậy với những cái trường hợp môi khó, được coi là rất là khó như thế này thì sẽ xử lý như thế nào hả chị Hương? Bước đầu mình sẽ khử thâm cho khách hàng. Vâng ạ. Phải khử thâm ra được một cái nền môi đẹp. Vâng. Thì lúc đấy mình mới vào màu cho khách được. Còn nếu mà mình khử thâm mà không ra được một cái nền môi đẹp ấy, mình vâng phải màu luôn á. Đến khi màu của bông nó tối, nó xỉn lắm. Vâng, vậy những môi thâm như thế này mà phun xong thì có sợ bị sưng không hả chị Hương? Nó cũng tùy cơ địa em ạ. Có những cơ địa chỉ cần hình tê nên là nó sưng rồi. Nhưng tùy cơ địa như chị nói đấy, cũng môi thâm cực kỳ, nhưng khi thử thâm xong cũng có thể vào màu luôn được. Vâng, tức là sẽ tùy vào tình trạng của môi nữa đúng không ạ? Và trong cái quá trình khử thâm thì chắc chắn là cũng sẽ đòi hỏi cái tay nghề của chuyên gia rất là cao. Phải đòi hỏi chuyên gia phải có kinh nghiệm lâu năm trong nghề để có thể xử lý được những cái ca môi khó như thế này. Và nếu như mà lực tay không ổn định này, thứ nhất, cái thứ hai là về cái những cách những trong những pha xử lý khi dùng mực cũng rất là quan trọng. Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi những cái sản phẩm môi của DK ở trên fanpage trên Facebook thì cũng biết được là DK có một đội ngũ chuyên gia, các chuyên gia rất là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Và ngoài ra thì đặc biệt là những cái ca môi khó thì các chị cũng xử lý được những cái ca môi khó rất là nhanh, và đặc biệt là không hề gây sưng nề cho môi cho khách hàng. Và cái điều đặc biệt nữa là sau khi phun môi tại DK xong thì khách hàng cũng sẽ không cần phải ăn kiêng, đúng không hả chị Hương? Vâng, vì có rất nhiều những chị em lo lắng là sau khi phun môi xong này sẽ phải bịt khẩu trang đi ra ngoài đường rất là lâu, thậm chí từ 6 đến 7 ngày. Và ngoài ra thì còn phải ăn kiêng thịt bò khoảng tầm 2 tháng nữa, có phải không hả em? Thì những cái trường hợp như thế thì như thế nào mà phải ăn kiêng hả chị? Những cái trường hợp mà phải ăn kiêng ấy, là những cái trường hợp môi rất là thâm ấy. Vâng. Chứ còn nếu không ấy, bên cây làm xong ấy, là auto không phải kiêng bất kỳ một cái gì hết. Vâng, tức là phun môi tại đi cây xong là không phải ăn kiêng đúng không ạ? Nói với mọi người lưu ý nhé, cái điểm đặc biệt tại DK đó là các chị em không cần phải lo lắng là sau khi phun môi xong thì mình không cần phải ăn kiêng gì cả, chỉ trừ những trường hợp và xác suất rất là ít, rất là thấp là đối với những chị em mà môi bị nhiễm trì rất là lâu năm này đó. Thì sau khi phun môi xong thì chuyên gia có đưa ra cái lời khuyên là mình nên kiêng những cái thực phẩm mà như là thịt bò đó, để nó có thể là cái đôi môi của mình nó sẽ trong hơn và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình hạn chế thôi. Vâng, và như mọi người có thể thấy thì chị khách của chúng tôi thì có vẻ như là đang ngủ rất là say rồi đó, và không hề có cái tình trạng là bị đau hay là khó chịu gì. Vì trước khi làm môi ấy, thì là các khách hàng của chúng tôi thì đã được chuyên gia ủ tê trong vòng 30 phút. Còn đối với những trường hợp mà không ăn tê được tuyệt đối thì trong quá trình làm thì chuyên gia của chúng tôi sẽ có trợ tê dạng lỏng, nên là những cái chị em nào mà sợ đau thì các chị em hãy yên tâm nhá. Quá trình để làm một môi thì sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian hả chị Hương? 40 phút ạ. Vâng. Chỉ cần 40 phút thôi là chúng ta đã có một cái đôi môi mới rất là xinh đẹp rồi. Vậy thì các chị em hãy đừng ngần ngại gì mà hãy tìm hiểu, có thể là tìm hiểu gửi tình trạng môi này và gửi inbox trực tiếp qua Facebook của DK nhé mọi người nhé. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dương Hương rất là nhiều.
Và nếu như chị em còn bất kỳ câu hỏi gì thì có thể gọi điện đến số hotline 0911310000 để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể thu thập những câu hỏi này để cho chuyên gia có thể giải đáp cho tất cả các chị em nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.